Bây giờ là anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là cái tính tình là hòa đồng, tế nhị và sống chân thật. Nên thôi yêu cầu như đó thôi. Đơn giản như thế con đàn gái. Em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Không có luôn, anh cũng không có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. Mà giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi, nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bản lãnh này nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon. Không lệ thuộc, bản lãnh lắm. Giờ hút thuốc kêu hút thuốc là hút thuốc. Em hơn người ta là cho đó. Hơn người ta là chỗ bản lãnh đó. Tại vì mình mê hát lắm. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền. Bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là ôi hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. Vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sánh được. Chứ cỡ em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn xanh bình thường. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Lời đầu tiên cho em xin nói là em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào nhà trai. Rồi như giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được hai người. Bây giờ là sự xuất hiện của nhà trai. Xin mời. Kèn nó già diết ha. Này hơi khớp bị vấp. Nồng nàn bị vấp đúng không? Bị vấp nốt. Không sao, chúc mình thổi lại. Ở nhà thì nhuyễn lắm. Dạ. Mà lên đây thì vấp quá. Xin chào anh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Linh vẫn đẹp như xưa. Dạ. Xin chào người đẹp kế bên. Và xin chào quý vị. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Quý Văn Đại. Dạ. Năm nay 57 mùa xuân. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp thì làm bảo vệ. À. Nhưng bảo vệ mà thổi kèn nồng nàn quá nha. Thì mình thích chơi văn nghệ. Trời ơi anh ơi, nghe tiếng kèn của anh là phải chạy qua đây là ngó mặt nhà trai trước. Hôm nay bị vấp rồi. Vấp nhưng mà vẫn nồng nàn say đắm. Bên đây nhà gái là thổn thức nè. Sao nè, bây giờ cô gái bên đây giới thiệu về mình đi. Xin chào hai MC. Rồi. Chào khán giả. Chào em. Rồi. Em tên Phan Thị Mỹ Tiên, 43 tuổi. Ở quê ở Cà Mau. Mua bán ở Cà Mau luôn. Em dạ em bán gấu bông. Bán gấu trời bông ơi nai quá nai vậy đó hả? Bây giờ em nói cho anh Đại anh nghe cái cảm xúc của em khi mà em nghe cái tiếng kèn coi. Nghe cũng vui. Kèn nó nồng nàn nồng quá, quá không? Người đẹp cái bên nghe thì tiếng kèn thì khi không quen. Dạ. Thôi giờ mình em hát đi. Ủa, hát trả lời. Rồi, hát luôn. Lấy hát là luôn. Cái nốt nhạc bây giờ hát lời. Dạ, hát rồi. Luôn hát luôn. Dạ. Hát luôn ha. 2, 3. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Hơi sức. Nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em biết nấu ăn.
mua bán giỏi, điểm yếu thì hơi quên. Nhưng mà cái cửa hàng mình ngon lành không? Có dạ. Khá thu nhập ngon lành không? Dạ ngon. Cái chợ đêm á. Chợ đêm đúng chợ không? Đêm, dạ. Rồi ngon rồi, vậy là quá ngon rồi. Còn anh? Điểm điểm mạnh của em á là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, dạ. Không gia trưởng, dạ. Biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. À. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm, biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Nên không thể nào mình đưa cái mình ý kiến mình ra được. Có gia đình như thế nào chưa? À, về gia đình thì mới ly hôn. Mới lần thì 16 năm rồi. Mà lý do mình... Lý do là dầm cái về tiền bạc, sống không trung thực. Không. Anh có mấy người con rồi? Có một đứa con thôi, lớn 16 tuổi. Trai gái anh? Trai. Rồi, bên đây nè, mình nè. Mình nói về mối tình của mình coi nè. Em có một lần đò, không có con. Mình sống bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 năm. 8 năm lý do? Lý do nhậu quá. Rồi là chủ động, em chủ động chia tay luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là cái tính tình là hòa đồng, tế nhị và sống chân thật. Nên thôi yêu cầu như đó thôi. Dạ. Đơn giản như thế con đàn gái. À, em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, không có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Không có luôn, anh cũng không có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. À, mà giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi, nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bản lãnh này nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon, không lệ thuộc, bản lãnh lắm. Giờ hút thuốc kêu hút thuốc là không hút thuốc. Em hơn người ta là chỗ đó. Hơn người ta là chỗ bản lãnh đó. Tại vì mình mê hát lắm. À. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền, bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là ô hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. Vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sinh được. Dạ, yeah. Chứ cỡ em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn xanh bình thường. Dạ. Yeah. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Lời đầu tiên cho em xin nói là em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào bên nhà trai. Rồi như thì giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được hai người được sống nhau là được rồi. Rồi đơn giản vậy ha. Cảm ơn em trai. Còn anh đi với ai? Mình đi của mình thôi. Rồi được rồi. Ủa? Mở rào đi. Mở rào rồi. Mở rào. Nhiệm vụ của anh đó nha anh trai. Nhiệm vụ của anh đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Hộp quà. Dạ em có cái tiền tặng. Dạ cảm ơn em. Em biết sao không? Trên đường đi đó, anh cứ suy nghĩ về em á. Chạy hoài riết có quên tập việc mua ông luôn. Ở nhà này nhớ mâm. Bánh thì mua hên quá mua qua. Có hộp thì mua qua. Cái đi đường cứ nhớ kiếm bông hồi cái nghĩ tới em hồi cái hồi chạy tới đây luôn. Quên luôn ha. Lúc mà gửi xe nó chết tham. Thấy ta có bông mình nó không có bông. Nhưng mà trong đây là gì? Trong này là gì anh? Cái bông. Em bà thiệt thôi. Hộp bánh. Chocopai. Anh thấy chị hát đi. Giao lưu cho nó vui vui nào. Dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày, dù sao đi nữa anh vẫn yêu thương em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu thương em. Thôi chị hát lại hết quá, hết quá. Sao nhà hát hay ghê mà sao đi hát dở quá. Ở nhà hát ngọt lắm. Nên nó rung được mà. Được không? Hát tặng anh đi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, biển xanh bao la, cánh đồng muối trắng. Gì quên rồi. Hay. Hay, nhưng mà giọng này hay à nghe. Hay, giọng hay. Đúng rồi. Em thích hát hả?
Mốt về anh sẽ giờ cho thì anh học nhạc không biết mà. Đó. Sao giờ nếu nói như em mới xuống Cà Mau á thì anh cũng xuống được, thì anh có người bạn ở dưới, người thân quen ở dưới Cần Thơ đó. Một tháng anh xuống được mấy lần? Một tháng á, bây giờ mình nói một tháng mấy lần đó thì cũng khó nói, vì đi làm anh, giờ anh làm công tác bảo vệ đó, ngày làm ngày nghỉ, ngày làm ngày nghỉ, mà nếu mà nghỉ một ngày là phải làm 3 ngày. Vậy hơi bị khó ha. Hơi bị khó. Còn tháng hè, tháng Tết là được phép. Mà cái khu của em ở có phức tạp không? Không, ngay chợ trung tâm là. Anh trung... em có thích võ thuật không? Thích võ thuật để bảo vệ mình không? Anh là người dạy võ đó. Anh gửi hồ sơ cho ban tổ chức được mà. Tháo gỡ nhẹ nhàng, bất cứ ai mà đụng chạm tới mình là văng ra hết. Nói có sách bắt có chứng thử liền. Thử giờ thử với dạ dạ đúng rồi. Không ai mà thử với đây. Quên tên. Nhớ tên gì? Anh làm vài đứa. Tên gì quên rồi. Tên gì quên rồi. Chết ra mới quên tên rồi. Hả em tên gì? Anh em tên Tiên. Tiên hả? Anh tên gì em cũng quên luôn rồi. Quên luôn. Không sao. Anh nói tên anh đi. Anh nói tên anh đi. Anh tên Đại. Em đứng lên đi. Sao buổi giờ phức tạp. Vì khi chặn đường xin tiền này cái ví dụ như tay nắm tay đó em mở anh sao giật đó anh nắm em mở anh sao không thể nào được nên giày xuống người ta cũng đi theo giày xuống chắc không biết rồi hả dạ, suy nghĩ xíu đi không suy nghĩ giải thích luôn đi giải thích luôn, làm đi. Luôn chỉ luôn rất đơn giản thôi mình phải nhu nhẹ nhàng mình nắm nếu mình gồng á ví dụ mình nắm đây nắm chắc cho đi mình gồng đó là mình tựa là điểm tựa cho người ta rồi thành cái cây chúng ta cựa rồi anh như em ha em gồng thành cái cây mới anh thả lỏng thì đâu còn có gì đâu đó là thôi còn mình tháo mở nè nắm tay nè em chắc cho chỉ cần như là xoay nè xoay vô nè à đó xoay thử xoay coi anh thấy không thấy khác liền không đó dạ, còn nếu thôi. Mà trường hợp nữa nắm áo như sao mình gỡ rất đơn giản thôi em nắm nếu mình bước ngang qua đây bình thường đó giờ này thế mà đấu sức lấy cái tay này để đây nè để thẳng ra là thôi đứng lên tại chỗ không cách nào tới là la lên là cứu là đứng chỗ là địch thủ là đứng một chỗ đây này nè dạ thôi mai mốt vậy chi anh về anh bảo vệ bả luôn đi thì nói về con cái thì không phải là mình không muốn có nhưng mà mình cứ để cái kinh tế cái đã kinh tế là chứ cái chính chứ không có nhiều phải có ít không có là không được còn mà phần mà thăm hỏi thì chắc là anh phải xuống em rồi tại vừa rồi anh cũng đi xuống Cần Thơ chơi xuống Cờ Đỏ chơi đó. Anh đi xe bằng xe Honda chứ anh không có xe hơi nha. Dì gái có muốn lên thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu lấy nhau mà lên chợ có công việc làm thì cũng được. Mà giờ em ở dưới em cũng làm nữa, cũng mua bán nữa. Trên đây em biết là em làm gì giờ? Đúng rồi, em có nghề buôn bán tại chỗ đó quen thì em cứ buôn bán đi đó thôi. Không sao, có chuyện ở sao? Bây giờ anh thì giờ anh em thì có 2-3 người thôi. Ba mẹ thì mất rồi. Đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ, có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á. Anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn, cái quan trọng là sống thật với nhau. Lương tháng anh được nhiều. Mình đi rồi. Lương như nước anh bây giờ nó em lương có 7-8 triệu à. Nếu mà cưới nhau thì ở đâu cũng được hay sao? Thì ở đâu cũng được thôi. Anh lên Sài Gòn được không? Sài Gòn được thì ở với anh cái nhà anh ở Sài Gòn. Rồi bây giờ là anh chị đến đứng nắm tay nhau đi, truyền cảm xúc với nhau đó. Coi hai người nói thẳng là có nên cho nhau cơ hội hay đúng không? Đúng rồi. Thì anh thấy anh sao thấy em sao? Thì em biết ấy anh thì rất đơn giản thôi. Nếu mà em muốn cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Thôi. Em hỏi là sau này anh có bảo bọc được cho em không? Bảo bọc thì giờ sống thì mình có gì anh ấy thôi. Khả năng của anh có như đó thôi. Nếu mà ví dụ như em muốn ăn thịt cá thì nhường thịt em anh em anh trai. Anh nói rồi mà anh không quan trọng về anh uống tiền bạc đó thiệt á cũng không quan trọng. Em biết quan trọng là gì không? Quan trọng là sức khỏe đó. Đúng rồi. Sức khỏe vậy mình tập hoài lúc nào đi hít mấy năm nay thật ra mình tập anh hít đất hả? Có vô phòng gym mà mấy ông kia nói ô ông tập ghê gớm này ông làm gì tập bự vậy đấy tôi hít ghế không à lấy 2 ghế bụ á hít không á đâu anh hít cái cho tiên nó hết hồn đi anh hít hả tôi chừng tăng xong anh ơi trời ơi ngon lành rồi anh được rồi anh thế quá đẹp luôn rồi còn nếu mà không không mắc cỡ anh mở coi con ngực anh hết rồi được rồi anh được rồi bà cũng báo em luôn là vừa rồi mình tập á gan nhiễm mỡ hay gì đó hết rồi không có đường huyết gì hết tôi muốn mình hỏi gì anh hay không lắm. Như thế và nói em nghe là nếu ví dụ mà em mà đồng ý sống chung với anh á không để em buồn anh là người biết sống giờ tiên nói cái cảm nhận của tiên về ảnh coi sao nè không biết nói gì giờ thôi giờ mình có duyên thì bấm không có duyên thì cũng làm bạn vậy là hiểu rồi đó là bấm được rồi đó để tao rút bấm đi anh chị 1
2 3 hết thời gian. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ. Bấm mà bấm đồng điệu luôn á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình hẹn hò có đó. Có duyên á. Anh có duyên á. Được không? Ông hai người hôn nhau cái rồi cũng lớn rồi. Anh chỉ là em trai hả? Dạ đúng rồi. Mình xin phép. Đó thì xin phép chứ. Xin phép anh trai. Rồi, xin phép em hôn nha. Rồi. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13 triệu 800 ngàn đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Tạm biệt khán giả.